Xin chào các bạn, trên tay tôi là chiếc Magic Trackpad của Apple ha. Đây là phiên bản màu đen. Đây cái hộp không có gì ha. Đây là sản phẩm mà sau khi đã unbox. Mặt trên mặt với màu đen, nhưng mà cái khung của nó thì là những màu sáng. Đây cái sợi dây tặng kèm. Lạ là Apple làm cái cỡ đầu này đen đen. Cùng zoom gần để xem chất lượng hoàn thiện nào ha. Đây là phía đằng sau này, có công tắc bật mở này. Khi bật thì chuyển màu xanh này. Đây là cái màu thôi chứ không phải đèn ha. Cộng một sạc Lightning này. Một cái viền này chắc để sóng chạy qua ha. Bên dưới thì cái logo màu đen này. Mấy cái đế bốn cái núm chống trượt này. Khung này bằng kim loại này. Phía trên là mặt trơn giống như mặt kính ấy. Còn cái dây thì là bọc dù này. Một đầu Type-C, một đầu Lightning. Đây là bản trackpad 2. Tôi thì dùng MacBook, nhưng mà do hay cắm màn hình rời và để dưới hộc tủ bàn ấy, thành ra là cần mua cái này dùng mấy bàn phím rời nó tiện ha. Thì trước đây tôi có dùng chuột rời và cả cái Magic Mouse, nhưng mà tôi vẫn thích cái trackpad giống như trên cái MacBook hơn, nên là mua cái này về dùng ha. Thì sau dùng khoảng độ ngày thì tôi thấy nó tiện hơn hẳn chuột, cả chuột được. Cái chuột gaming thì độ nhạy nó cao nhưng nó ít tính năng, ví dụ chuyển đổi màn hình, chuyển đổi ứng dụng hay là scroll thì trackpad với lại Magic Mouse nó tốt hơn ha. Magic Mouse thì cái dùng hơi cấn cổ tay. Thứ hai là cái viền này nó nhạy quá, thành ra là hay động tay vào. Còn Magic Pad thì cái vùng gì nó rộng hơn, gì bằng ngón tay nó tự nhiên hơn, cũng đỡ đau khở tay hơn ha. Thường thì mọi người hay để ngang này, vừa gõ phím đây, vừa gõ đây và vừa chuyển đây là gì gì. Nhưng tôi thì hay để giống bàn phím của MacBook, để trên để dưới này. Vừa gõ bàn phím vừa chuyển xuống. Thì cái này có lợi thế là nó giống, nhất là giống cái behavior, giống cái thói quen của mình dùng MacBook. Thứ hai là tay di chuyển ít hơn. Ví dụ đây bạn chỉ cần là bỏ tay xuống duy nhất, gõ lên. Và nếu mà để đây là bàn phím 66% thì nó ngắn hơn, nhưng một số bàn phím khác thì nó dài nữa. Thì cái khoảng tay phải mua ra mua vào giữa hai cái thiết bị thì nó nhiều hơn, nó mất thời gian hơn. Không tự nhiên ha. Mà tôi đã dùng, tôi tương đối hài lòng với cái trackpad này. Cái này giá khoảng độ 3,5 triệu. Tương đối mắc, nhưng mà dùng với đồ Apple thì ổn định, ok. Thấy kết nối các thứ đều ổn định ha. Dùng Bluetooth không? Trường hợp mà các bạn muốn mua gắn rời cho MacBook hay là mấy cái Mac Studio hoặc Mac Mini ấy, thì tôi khuyên mua trackpad hơn là mua chuột. Trường hợp mà các bạn làm với từng pixel thì trên màn hình thì có thể là chuột ngoài nó tốt hơn, nhưng mà trường hợp mà như tôi là làm với text nhiều thì trackpad này là tương đối chính xác. Nó không như mấy trackpad trên cái máy, trên các laptop Windows. Cái trackpad của Apple thì nó chuẩn xác ha. Rất quan cũng tương đối nhanh. Các cái action, các cái shortcut ấy, tương tác thì nó giống hệt trên MacBook. Ví dụ muốn scroll thì dùng hai ngón. Muốn show các cửa sổ trong một app thì ba ngón quẹt xuống.
Muốn sâu màn hình thì ba ngón quẹt lên. Còn một số cái là bốn ngón này tôi chưa bật ha. Cho là các action gì ở trong trackpad trên mẫu có thì cái con trackpad giờ này nó cũng có ha.